Làm thế nào để nước hết mùi clo khi dùng máy Purit Excella? Xin chào. Nếu bạn đang sở hữu máy lọc nước Purit Excella, hãy yên tâm, bạn đã có giải pháp về nước uống sạch, an toàn cho gia đình. Có một số khách hàng khi mới sử dụng máy băn khoăn nước lọc từ máy có mùi clo. Bạn đừng lo lắng, clo là chất diệt khuẩn an toàn và được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Trong quá trình sản xuất, đóng gói và chuyên chở Purit Excella đến tay người sử dụng, một số bộ phận của máy đều đi qua một số lớp clo để bảo vệ diệt khuẩn. Khi mới lắp đặt, lớp clo bảo vệ chưa bay hết nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu bạn muốn nhanh chóng khử sạch mùi clo có trong nước, hãy thực hiện những bước sau đây. Đầu tiên, hãy lấy bộ lọc than hoạt tính ra khỏi ngăn giữa của máy bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ. Lấy bơm nhựa đi kèm với máy, cho nước sạch vào bơm. Gắn bơm vào một đầu của bộ lọc, dùng tay bịt đầu còn lại rồi bơm mạnh nước vào lõi than. Dưới sức ép của bơm, nước sẽ đi từ trong ra ngoài lõi than, giúp khử mùi clo. Sau đó, hãy dùng tay rửa màng lọc cặn và màng lọc vi sợi bằng nước sạch. Lưu ý, riêng hộp diệt khuẩn phải luôn được giữ khô ráo. Tuyệt đối không dùng nước rửa chén, xà bông, chanh hay các dụng cụ như bàn chải, đồ rửa chén để vệ sinh máy vì sẽ gây trầy xước, hư hại. Sau khi vệ sinh, bạn hãy lắp ráp máy hoàn chỉnh và bắt đầu lọc nước. Cuối cùng, bạn cho nước vào máy, lọc bỏ 4-5 lần nước đầu trước khi sử dụng. Tất cả các khách hàng đã làm theo hướng dẫn và đều cảm thấy hài lòng. Nước uống sạch khuẩn, không còn mùi clo và có vị ngon. Nếu bạn chưa cảm thấy hài lòng, hãy để chúng tôi phục vụ các bạn. Gọi ngay đường dây tư vấn khách hàng 028-3823-6651. Chăm sóc sức khỏe gia đình với nguồn nước uống sạch an toàn từ máy lọc nước Purit Excella.